Từ từ bình tĩnh. Mày con tao chứ đâu phải mày là gì đâu mà mày nói nhiều quá. Mày ngồi yên. Mày ngồi. Ok. Từ từ bình tĩnh con. Trời nắng tụi mình phải gọi là nằm nghỉ ngơi tí. Với channel của mình và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game đó chính là Bố ơi mình đi đâu thế. Thì đây là một tựa game mà do mình tự đặt tên thôi chứ thực ra tên tiếng Anh của nó là khác. Ok thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên là đón xem mình livestream game vào lúc 6 giờ trên Nemo TV nha các bạn. Ok còn bây giờ thì mình sẽ qua đây. Haha, game này tên là God Glory. Nhưng mà mình muốn đặt theo tiếng Anh và mình muốn đặt tên cái series game này đó chính là Bố ơi mình đi đâu thế. Và cuộc hành trình của Bố Tèo và Cu Tí chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là Bố Tèo và Cu Tí hoặc là Cu Tèo Bố Tí. Nhưng mà mình muốn đặt là Bố Tèo Cu Tí hơn. What? What the fuck? Thằng Cu Tí nghe cho nó dễ thương anh em à. Tại sao mình lại có cái cây cầu gấu đây vậy? Nani? Ok, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình những cuộc phiêu lưu vui nhộn của Bố ơi mình đi đâu thế. Và mình là... mình đang trong sự điều khiển. Mà hôm nay mình sẽ dắt thằng thằng Tí. Mình sẽ dắt thằng Tí đi chơi một cái trò chơi là mày đừng có nhìn xuống dưới coi. Ok. Và trò chơi của chúng ta ngày hôm nay là gì? Và mình sẽ chở thằng Cu Tí. Mình sẽ chở thằng Cu Tí đi đâu? Các bạn thấy mẫu tóc hôm nay của mình mới không? Do mình chạy xe tóc nó bù xù quá nên là mình tạo cái kiểu này cho nó đẹp. Và mình sẽ đổi cái nón cho thằng Cu Bố Tèo. Bố Tèo của chúng ta. Cái này Chuck and Jill có nghĩa là hai anh em. Nhưng mà mình không thích. Nhưng mà mình thích Bố Tèo và Cu Tí hơn. Và bây giờ thì mình... Ôi mới vô mà đã bốc đầu rồi. Vậy con vậy kiểu gì vậy hả? Hả Tèo? Tèo? Tèo kỳ vậy Tèo? Trời đất ơi. Ôi bình bình. Từ từ bình tĩnh. Mày con tao chứ đâu phải mày là gì đâu mà mày nói nhiều quá. Mày ngồi yên. Mày ngồi yên. Ok. Từ từ bình tĩnh con. Trời nắng tụi mình phải gọi là nằm nghỉ ngơi tí. Hello. Có thằng con à. Quậy lên. Có thằng con kìa. Ủa cái chữ này chữ gì đây? You are. Ủa sao mình đọc cũng được. Ok chạy lại nào. Các bạn biết không, nó rất là khó cho nên là thằng Tí này nó không được rồi. Tí này nó sống sai quá. Ok, bình tĩnh lại nè anh em. Bình tĩnh lại. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Quan trọng là đi. Con có sao không con? Wow, đi cái này hơi khó đó nha. Nhưng mà không sao. Cố gắng vì con cái của mình. Xuống nào. Woo! Từ từ lại, đi chậm lại. Vậy là khúc kia mình phải đi cực kỳ lẹ luôn anh em. Khúc này này. Ê! Hôm nay nè, đi qua luôn nè, 1, 2, 3, đi. Đấy, trời đấy, cứ lừa. Đâu có cứ lừa được tươi đâu. Con, Tí, bố dặn nè. Con đi á, là con phải đi đúng làn đường đúng không? Nếu mà con đi sai á, thì sẽ rất là mệt. Tao đây á, đi sai đường một cái là tao... Má cái tướng gì vậy? Tướng nằm gì nữ hoàng thời trang dữ vậy? Bạn ơi! Cái tướng nằm nữ hoàng thời trang vậy má. Ôi! Checkpoint mà phải đi lại từ đầu nữa, what the hell? Ôi! Trời ơi! Đo đường cho thằng con đo đường! Mày con tao nha, mày con tao. Mày con tao! Chứ không phải mày đại ca tao, mày muốn la là mày la nha. Tao là cái thằng chở, tao muốn ném mày xuống dưới bất cứ lúc nào tao muốn nha thằng quỷ. Nó nói gì vậy? Ok. Bây giờ chúng ta có checkpoint rồi nè. Ủa sao nãy mình đụng với cái checkpoint mà? Ok, có checkpoint rồi đó mấy đứa. Từ từ con. Mày con tao chứ đâu phải mày bà nội tao. Làm con tao hơi bị lâu rồi đó. Cái gì vậy?
làm con tao hơi bị lâu rồi đó. Quay quá, tại sao lại đi lên từ đầu? Nghĩ em. Ok. Các bạn biết không? Tình mẫu lòng không phải mẫu tử. Có thằng con rồi. Trời ơi, tao chưa thấy thằng con nào mà sắp chết mày quẩy như mày vậy đó. Trời đất ơi. Thôi, you are dumb. Mình sẽ chơi trò khác. Trò này nó không có sell point cho mình. Mình sẽ ra mình kiếm trò khác anh em à. Trò này nó khốn nạn quá. Thằng con của mình nó không chịu. Thằng con của mình nó muốn chết một cách đẹp đẽ hơn. Trời, các bạn thấy không? Chỉ cần một cái lưỡi dao nãy mà có thể đứt đôi người đó. Nguy hiểm chưa? Bạn thấy nó nguy hiểm chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gì đây? Come to your house if you can. À, cái này là hãy trở về căn nhà của mình nếu mà mình có thể. Nhà tôi á, mà tôi về không được thì tôi còn gì gọi là nhà tôi nữa. Rồi, bây giờ chúng ta vẫn chọn bố con nha. Mình rất là thích bố Tèo và con Tí. Bây giờ mình phải đi về. Ủa, cái màu vàng là cái gì đây? Ui, đừng bắn em! Đừng bắn bố con tôi! Đừng bắn bố con tôi! Bố ơi! Bố là tất cả! Bố ơi! Con ở đây đi, con đợi bố Tí. Bố về đi tắm cái. Trời ơi, cái chân của thằng... tao mất cái chân rồi. Bố ơi, bố là tất cả. Bố còn một chân mà bố đập như đúng rồi. Ôi, đánh giọng kìa. Ôi. Lại. Lần này bố sẽ không bộ. Lại. Lần này bố sẽ không bỏ con đâu con trai à. Con trai yêu quý của bố. Đi nào. Let's go. Bố sẽ không bỏ con đâu. Bố con ta là một gia đình. Trời ơi, tôi đứng hàng 2000 mấy luôn anh em à. Ok, bây giờ xong cái trò chơi này rồi. Bố với con đã thắng trò chơi này rồi. Bố với con sẽ đi tìm trò khác nha. Bây giờ là bố ơi, mình đi đâu thế đúng không? Đi tìm mẹ mày chứ đi tìm ai. Trời đất ơi, mẹ mày bữa giờ đâu? Đi vô cái nhà bếp đâu rồi? Nhà bếp đây. Trò này đây. Đi vô nhà bếp để làm gì? Mẹ mày hôm nay nó không nấu cơm. Chính tao phải xuống nấu cơm cho mày ăn nè. Ok, đợi nó. Ấy cái này màn trước kỳ trước mình chơi rồi. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái mini game nào đó. Mình rất là thích hai bố con này, rất là vui. Hai bố con này luôn cười mặc dù là chết nhiều lần. Really nigga. Alright, bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò là vòng tròn tử thần. Bây giờ chơi cái vòng tròn tử thần này thì không biết thằng con của mình nó có sợ không. Ôi trời, quá trời người luôn. Larry, Junior, Jay. Nhưng mà mình vẫn thích hai bố con hơn. Đây con, để bố dắt con đi. Để bố nói cho con biết đây là vòng tròn tử thần. À, cái này đập lẹ nè. Cố lên con. Qua. Woo. Con khỏi cần qua đâu. Bố thương con lắm. Giỏi chưa? Ủa là sao? Bây giờ không thể bỏ thằng con mình lại được. Bố quay về để rước con đây, con trai yêu quý của bố à. Sao con mình đâu rồi? Wait what? Thằng con mình đâu rồi? No. Thằng Tí mất tích rồi. Con nãy bố giỏi chưa con trai? Đây, nhìn ba cái này. Ba cái vòng tròn quần què này, bố qua được. Bố qua được. Con thoải mái đi, mấy cái này không hành được bố con mình đâu. Trời, chỉ bố mất một chân, bố còn rất là yêu thương mẹ con. Bố rất là còn yêu thương con. Bố chưa chết để cho bố mạng lớn. Ba cái cục bòn bon này làm sao mà xin nhê hả con? Trời, mấy cái cục bòn bon này giờ không có xin nhê. Không phải, giờ bố đi rất là dễ, rất là thoải mái luôn đó con. Con hiểu tại sao không? Tại vì bố ăn ở tốt. Như bố ăn ở chưa tốt cho lắm. Đây, để bố dắt con đi. Không sao, đây là những lưỡi cưa bình thường thôi. Con có biết tại sao bố yêu mẹ con lắm không hả Tí? Tại vì mẹ con bất chấp một thằng ngu như bố. Bố có thể chết bất cứ lúc nào. Bố cứ là yêu mẹ con. Cho nên bố đã thắng. Bố đã thắng được trái tim của mẹ con. Con hiểu không? Giờ ra chơi trò khác con ơi. Bây giờ đi ra chơi trò khác. Bố con mình giỏi quá. Tiếp nào. Chơi thêm hai trò nữa là hả bố con mình mất hết thân xác.
chúng ta bố con mình sẽ chơi cái trò ngôi làng kinh dị. Vô con, ngôi làng kinh dị, ngôi làng tử thần, ngôi làng chết vậy đó. Vẫn là hai bố con, mình không thích chơi ai ngoài hai bố con hết. Đi con, trời ơi, 7 mấy mét đúng không? Đi qua bên đây nè, ok. Ui, ui nó bắn bố con mình kìa, đừng để nó bắn nha con. Đừng để nó bắn nha con. Sai. À, giờ bo nè, để nó bắn cho mình bo nè con. Ui. Rồi chạy con, cố lên. Ok, đập lẹ lên, nó không bắn trúng đâu, cố lên. Ui, đây là những cái lưỡi cưa. Đừng lo, dăm ba cái lưỡi cưa này làm sao cưa được bố con mình. Hả? Chỉ có cái này nè, coi bổ nẻ nè con. Ghê chưa, không bởi bánh xe trong con trai à. Ghê chưa. Ghê. Con thấy bố giỏi không? Cái gì vậy? Tao mới vừa hồi sinh thôi mà mày làm khó con trai tao quá vậy? Cái gì vậy? No. Rồi, ok. Đừng bắn bố con tôi. Xin em đừng. Đừng bắn bố con tôi. Ôi trời ơi, những cái lưỡi cưa tự thần kìa. À, bố mất một chân rồi nhưng mà không sao. Bố rất là yêu thương mẹ con của con, cho nên là hai mẹ con nên không sao. Vì hai mẹ con bố có thể bị què đi một giò. Con có hiểu không? Đây là những gì mà bố làm cho con. Con trai à, con có biết không, mỗi khi mà con bị bỏ rơi hay là con mà vượt qua những cái chướng ngại vật này, nhưng mà con bị bỏ rơi thì bố đi luôn. Bố không có quay trở lại. Tại vì sao? Bố biết, bố tin tưởng con là con sẽ mạnh mẽ. Con sẽ mạnh mẽ mà vượt qua được, mà con sẽ còn sống, con hiểu không? Cho nên là bố đi trước, cả cha mày. Bây giờ chơi một trò cuối cùng đi. Bây giờ chơi trò gì đây? Ok, bây giờ mình sẽ chơi trò này đi con. Trò này cũng không có dễ chết đâu con. Mình hơi bị... Đi tiếp bà mẹ mà. Tới chưa, chỉ cần cái mông của tôi. Không tới được, khó quá con. Thôi, nghỉ, không chơi nữa. Trò này khó quá. Chúng ta hãy đón xem tập sau của Bố ơi Mình đi đâu thế. Và tập này, mình và Cu Tí đã vượt qua rất là nhiều chướng ngại vật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn, bye bye. Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.